Kênh Bonsai Thơ, kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại với kênh. Hôm nay cũng làm một cái video giới thiệu về những cái chia sẻ kinh nghiệm về trồng mai và chăm sóc mai nha cô chú anh chị. Có những gì thiếu sót thì mong cô chú anh chị bỏ qua, hoặc là những cái góp ý comment bên trên đó, cô chú anh chị cứ comment hay góp ý ha, sẽ ghi nhận những cái đóng góp, những cái ý kiến của anh chị. Cảm ơn và cảm ơn luôn, chúc sức khỏe cô chú anh chị xem video vui vẻ ha. Rút tỉa những kinh nghiệm chia sẻ cho cô chú gần xa ha, về hình ảnh cũng như là những cái kinh nghiệm về mai, thì cụ thể hôm nay gặp chủ của cái buổi chia sẻ hôm nay là anh Thanh ha. Rồi chào anh Thanh ơi. Dạ, dạ chào anh em. Rồi đến với khu vườn anh Thanh, hôm nay mình chia sẻ những cái kinh nghiệm gì anh tại vườn? Cái thứ nhất là về cách trộn phân, rồi trồng phôi. Rồi. Lúc đầu. Thứ hai nữa là phá thế cây. Ok. Ừ, cắt cây để sao cho nó nhìn nó hài hòa. Hợp lý ha. Dạ, cho nó hợp lý. Rồi ok, đầu tiên là mình vô cái giờ đang trộn phân này, chút nữa em sẽ trồng cái cây này ha. Rồi. Còn phân thì để qua đây em cũng chia sẻ với anh em cái tỷ lệ trộn nè. Rồi, anh cứ nói. Cái này là chất liệu chỉ có hai loại thôi nghe anh em. Sơ dừa và chấu tươi. À, đây là sơ dừa, đây là chấu tươi. Rồi. Hai loại luôn nha bà con. Rồi, cứ tắt. Rồi, tiếp theo chương trình của chú anh chị ơi. Nó là hai chất liệu, sơ dừa và chấu tươi. Rồi. Thì ở nói chung nó là ở miền Tây là đa số là anh em người ta trồng cây là bằng sơ dừa hết. Sơ dừa hết. Dạ. Cái sơ dừa này là tạo cho nó bắt rễ, nó lẹ. Rồi. Nó mau. Còn cái chấu tươi này nè thì anh em pha vô, anh em trộn vô để cho nó xốp, anh em nó tứ nước, nó mau gõ cho nó thoáng, nó rút nước trong cái chậu cho nó gáo. Okay. Nó gáo nước thôi. Chấu này độn vô là chỉ để cho nó mau gáo nước thôi anh em. Còn cái sơ dừa này là để tạo cho cây nó mau bắt rễ. Rồi. Thì thường thường ở miền Tây này người ta ghép cây với người ta trồng cây mới đồ là dâm cây đồ là toàn bộ là ta xài sơ dừa là nhiều. Sơ dừa nhiều. Dạ. À, cây mà nếu mà anh em trồng trong chậu, anh em trộn đất vô nhiều thì nó sẽ bị lèn. Rồi. Thời gian nó lèn thì cái cây anh em tứ thấy nó ướt ở trên mặt thôi chứ ở dưới thật ra nó khô gan à. Nó không có đủ nước. Nó thì cái cây nó cũng chậm phát triển nữa. Lưu dẫn nha, cái đồ. Dạ. Lưu dẫn. Còn nếu như anh em có pha cát đồ vô thì cái tháng mưa này nè, cái cát nó làm cho cái cây nó giữ độ ẩm nó rất là cao. Nó không có, tháng mưa này gặp mưa dầm thì nó sẽ giữ nước hoài trong cái chậu. Nó dạ. Không có gáo được cái chậu thì cái bộ rễ nó lạnh, bộ rễ thì cây nó sẽ bị úng rễ. Dạ. Thì làm thử ra ở đây là em trồng cây là đa số là em chọn chỉ có hai chất liệu thôi. Sơ dừa với chấu tươi. Mà nếu như tháng mưa á thì em chọn cái tỷ lệ là 6-4, 6 sơ dừa là 4 chấu. À, còn nếu như cái tháng nắng á, qua Tết rồi đó, tháng 2, tháng 3 rồi đó, thì cái lúc đó nắng quá thì em chọn tỷ lệ nó giảm chấu lại là 7-3. Rồi. À, 7 sơ dừa là 3 chấu. Nó cũng tùy theo mùa nghe anh em. Rồi. Cái chỗ mà tỷ lệ đó bà con mình hay hỏi nhiều đó, thì dạ. Cứ giải thích rõ ha. Dạ. Thì tỷ lệ là mùa mưa thì anh em cứ chọn là 6 sơ dừa 4 chấu đi. Rồi, mùa mưa. Dạ. Còn nếu mà mùa nắng thì anh em giảm chấu lại là tỷ lệ 7-3 thôi. Rồi. 7 sơ dừa 3 chấu. Ok. Thì cái cây anh em trồng vô cái năm đầu tiên thì anh em trồng chất liệu này thôi. Anh em cũng đừng có pha mà cho chấu nha anh em. Rồi. Tại cây mai đó anh em thử trồng trộn cho chấu vô đi. Anh em trồng thời gian chừng dài 3 tháng, chừng 5-6 tháng anh em... ví dụ cái cây nào mà lỡ nó có bị úng nước hay gì đó anh em dỡ lên anh em thay đó cây, bộ rễ dưới nó đen thui rồi. Rồi. Thầy cho chấu là nó giữ nước dữ lắm, cho chấu với cát là nó giữ nước dữ lắm nghe anh em. Thì nó làm cho cái bộ rễ mình nó sẽ đen đi. Mà nó thoát nước không tốt thì nó bị úng rễ, nó đen, nó thúi rễ luôn. Công đoạn đầu tiên chú anh chị. Tỷ lệ trộn ha. Nó anh em trộn đều vô rồi anh em đổ vô chậu, anh em cứ trồng cây bình thường. Rồi, rồi qua cái phần mà trộn phân ban đầu
Tới cái là đoạn thứ hai là em chia sẻ về cách phân thuốc rồi cho cái mùa mưa luôn. Rồi anh cứ ngồi đây đem ngồi rồi, đây rồi. Được rồi. Rồi tiếp theo là phân thuốc anh em xài cho cái mùa mưa nha anh em. Phân thuốc nha bà con. Dạ. Thì nói chung cái cây mai á, cái mùa mưa này á, mưa dầm á, thì nó bệnh, nó tấn công rất là nhiều nha anh em. Nó nhiều cái chứng bệnh lắm. Đó. Thì cái cây, cái loại phân này nè, cái loại dưỡng rễ nè. Còn cái hũ N3M nào sách tứ bỏ đâu rồi thôi không? Rồi hỗ trợ kiếm giùm. Chờ trong giây lát nha cô chú anh chị. Nói chung là đầy đủ loại thuốc á. Thì trước tiên cây anh em mới trồng vô á, thì anh em tứ trồng vô xong anh em mua cái này là kích rễ cái da băng nè. Da băng chồng này nói chung ở thị trường có chỗ bán, có chỗ không anh em. Rồi. Đó. Còn cái N3M đồ thì nó đại trà ở đâu cũng có, ở vùng miền nào cũng có. Nhưng mà cái da băng này mấy clip trước em xài á, anh có số anh em người ta ở địa phương người ta mua không có, người ta nhờ em mua giùm. Rồi. Đó, thì em thấy là có hầu như là có chỗ không. Đa số là ngay cái làng nghề á, ngay cái làng nghề thì thường thường mấy công ty đó người ta sẽ bỏ lại cho mấy đại lý ở đó là nhiều hơn. Còn mấy chỗ nhỏ lẻ thì ít có bán cái loại này lắm. Nó thì cái này da băng nè, cũng kích rễ nè. Anh em trồng cái cây vô xong rồi anh em pha tỷ lệ trong công thức ở trong đây nè, bao bì nè. Anh em tưới cho nó ướt qua một cái, từng lái anh em tưới một lần. Nó này là kích rễ. Thứ hai nữa là N3M, thằng này cũng là kích rễ nè. Thì cái loại cũng này thì nó bán toàn quốc nè. Hình như là ở vùng miền nào cũng có nè. Cũng là kích rễ luôn. Dạ, cũng là kích rễ luôn. Đó. Hai cái loại này thì cây phôi lúc ban đầu anh em xài, anh em trồng xong anh em tưới vô cái loại nào cũng được. Hoặc là hai cái này anh em đổi qua đổi lại, thí dụ như cái cử này anh em tưới cái này, qua cử sau anh em tưới cái này cũng được. Hoặc là thằng nét. Thằng nét cái hũ nó ở trong bao bì nó cái ở trong nó có cái gói, cái hũ nó có 200 g thôi. Thằng nét đó xài cũng kích rễ cũng được nữa. Là cái cây anh em mới trồng là xài này ha. Đó. Nhưng mà phân thuốc này thí dụ như cây sau này anh em trồng mạnh rồi. Ví dụ bây giờ cây phôi mà anh em trồng một tuần lễ hoặc 10 ngày anh em tưới lần. Ví dụ cây mà nó lên nó phát triển mạnh rồi đó thì sau này anh em giảm lại. Nó thí dụ như bây giờ cái giai đoạn đầu là anh em cây mới trồng anh em pha vô tỷ lệ. Ví dụ như 10 lít cho 2 muỗng. Rồi. Cho hai cái muỗng ở trong đây nó có cái muỗng sẵn nè. Đó. Ví dụ như 10 lít anh em pha 2 muỗng lưng lưng này thôi. Rồi. Hoặc là cái thùng B thì 3 muỗng. Đó, anh em múc vừa đầy vậy nè. Cái thùng B 20 lít mình thì 3 muỗng. Đó, anh em tưới. Rồi cây mà nó phát triển mạnh rồi đó, sau này anh em giảm lại. Cũng vẫn xài mà anh em giảm lại 2 muỗng thôi. 2 muỗng thôi. Dạ. Rồi anh em cộng với phân khác đó, anh em muốn tưới phân gì đó anh em cộng vô. Dưỡng rễ này cũng vẫn tiếp tục xài anh em. Chứ cái cây mai anh em đừng có bỏ dưỡng rễ. Đó, anh em xài định kỳ, thí dụ như cây nó mạnh rồi thì anh em chia ra một tháng anh em xài tưới 3 cử. Rồi. Hoặc là 2 cử 15 ngày tưới 1 lần. Anh em đi phân đều đều là cây nó phát triển ok. Là cái đó là giai đoạn là phân. Nhưng mà cây anh em trồng quan trọng vô cái chậu là cái thứ hai nữa là nó phải thoát nước cho nó gáo anh em. Thoát nước. Anh em tưới khoảng vài tiếng đồng hồ là cái nó rút nước xuống nó gáo trong cái chậu là cái cây nó phát triển mới mạnh. Chứ cái cây mà anh em trồng anh em trộn chất liệu trong đó tùm lum hết trơn, anh em tưới 2-3 ngày mà nó còn ướt ẩm ở trong đó là cây, mấy cây đó là không bao giờ nó mạnh nữa nghe anh em. Nó sống là nó chỉ giống như là nó nằm lì thôi chứ nó không phát triển. Nó là cái này em chia sẻ là cây mới trồng. Dạ. Rồi sau khi mà cây nó mạnh khỏe nó ra tược lá tùm rồi đó. Nó bắt đầu tới tháng mưa nè. Tới tháng mưa. Dạ. Thì lúc đầu anh em trồng cái cây phôi rồi khi mà nó ra tược rồi. Ví dụ như anh em ghép nè. Đó. Ở đây có cây luôn nè. Cây này em ghép em đưa ra mới có 10 ngày nè. Để trong chạy mới bưng ra có 10 ngày đó. Cây này ha. Dạ. Đó. Là lá nó vậy rồi đó nghe anh em. Nó khi mà anh em tháo bọc rồi, anh em 2 ngày sau anh em chiều tối anh em đưa ra nắng. Nó anh em pha một gói Atonis này. Cụ thể luôn. Đó. Anh em pha một gói Atonis này cho bình 8 lít. Anh em cộng thêm một nắp thuốc này lưng lưng thôi. Rồi. Là thuốc này là để công thức là đặc trị bọ chỉ với bù lạch và sâu cuốn lá. Đó. Đó, thấy không?
cái thuốc này nó màu nó sữa, nó đục trắng tươi nha anh em. Nó bình 8 lít thì anh em pha cho 2/3 nắp này thôi, với một gói Atonis này. Anh em xịt cho nó ướt hết, ướt trên đọt trên lá nữa. Rồi xong anh em chịu mát đó, anh em khiêng chuyển ra ngoài nắng là để là cái cây nó đầm đọt mới ra, không có sâu xia gì tấn công hết trơn. Rồi. Cây nó ra đọt, lá nó rất là bự. Những cái loại mà anh đang hướng dẫn cái đống này đây là tất cả các tiệm bảo vệ thực vật có hết phải không anh? Dạ có. Có hết nha bà con. Thì có 1-2 loại thuốc là có chỗ có chỗ không. À. Thì nếu như anh em nào cần xài mua, chỗ như chỗ địa phương anh em không có bán thì anh em kết bạn Zalo, em sẽ gửi cái bảng hiệu ngay chân chỗ bán phân thuốc này nè. Rồi ok, vậy đọc em, cho số điện thoại các anh. Em gửi qua cái bảng hiệu đó, anh em lấy cái số điện thoại trên cái bảng hiệu đó anh em liên lạc. Anh em mua cái gì đó người ta ship tới nhà anh em luôn. Tới nhà luôn. Dạ, thu hộ cho anh em. Thì đó, hai cái này là em chia sẻ là cây mà mới ghép hoặc là cây trồng mới ra đọt non đó. Rồi. Anh em cộng hai cái này là anh em xịt cho nó ướt cái ha. Ok. Ví dụ 10 bữa anh em xịt lần cũng được. Rồi qua giai đoạn thứ hai, thứ ba là cái này là cây phôi cơm cát, này là cây phôi mới trồng là xài cũng được nữa nè nghe nè. Mới trồng. Dạ. Cái này cơm cát cũng kích rễ nữa nè, là ba cái loại này là cho cây mới trồng nè. Hoặc là ba cái loại này anh em đáo qua, anh em thay phiên với nhau anh em tứ. Đừng có tứ một loại hoài, nó nhiều khi nó cũng kháng thuốc nữa nghe nè. Kháng phân nữa. Đó. Rồi tiếp theo là ví dụ cây mà tàn nó sum xê rồi nó lọt vô mùa mưa. Nó vô mùa mưa thì cái cây nó sanh bệnh rất là nhiều. Thứ nhất là bị kháng thư. Rồi. Kháng thư là cháy lá. Cái thứ hai nữa là bị nấm hồng. Đó, thì cái cây mai em chia sẻ cho anh em là anh em nên tứ vào buổi sáng. Buổi sáng. À, buổi sáng. Thì thường thường anh em tứ vào buổi sáng là tới 9-10 giờ nắng lên là nó gáo cái thân cây, tới chiều nó gáo cái thân cây. Yeah. Thì không có gông ghiêu gì nó đeo bám vô. Ok. Đó, thì nó không có, nó ít có bị ảnh hưởng, bị bệnh. Yeah. Còn anh em mà tứ buổi chiều thì tới tối là mặt trời nó lặn rồi thì cái cây nó, cái da nó ẩm ướt. Dạ. Thì thứ nhất là gông xanh nó đeo nè. Gông xanh nó đeo rồi thời gian anh em không mới biết xử lý thuốc, cái nó chuyển qua bị khói đèn là nó màu đen. Rồi. Nó trở qua màu đen. Đó. Rồi thứ ba nữa là cái nấm hồng ấy nó tấn công. Nó đeo vô thì nó ăn cái nhánh là cái cây nó sẽ xì. Đó. Thì nấm hồng á, nếu mà cây mà bị nấm hồng á thì anh em dòm cái lá nó dễ biết lắm. Ở đây em cũng có mấy cây là cũng có đủ loại bệnh để em rồi chỉ luôn cho anh em nè, sẵn chỉ luôn thực tế luôn. Cây này hổm em xịt rồi nhưng mà nó hết rồi, nó cũng còn đây. Nấm hồng là cái lá nó chạy sọc gì nè anh em đó. Đó, mấy cái nhánh nào mà anh em thấy trong cái cây nó xanh sum xê hết mà tự nhiên nó có 1-2 nhánh mà nó ra cái lá chạy sọc gì nè, lá cẩm thạch gì nè. Đó. Nó giống như là cẩm thạch, giống như mai, bạch mai vậy đó. Thì anh em dòm vô trong ở trên cái thân cây á, nó trên cái nhánh đó đó, nó sẽ có mấy cái nấm, mà mấy cái đốm mà nó màu vàng. Nó nấm hồng là nó đeo ở trên đây nè, nó ăn dài dài trên đây nè. Đó, nó dính màu vàng vàng ở trên đây nè. Nè, như vậy nè. Đó, nè màu vàng nè. Trong hình ảnh thì không biết anh em có thấy rõ không chứ ở ngoài thì nhìn rõ lắm. Đó, màu vàng ha. Nè, màu vàng giống như là bị phèn vậy đó. Nó đóng đốm vàng vàng là cái đó là nấm hồng nghe nè. Nấm hồng. Đó, thì cái nhánh này là bị nấm hồng nè. Nó cái lá nó chạy sọc nè. Em thấy không? Còn nếu như cái nhánh nào mà nó không có bị á, là cái lá nó xanh đen. Đó. Cái lá nó xanh đen nè, cái ra đọt xanh đen nè, đó. Nhưng mấy nhánh này nó đâu có bị đâu, nó đang phúng đọt nữa nè. Đó, thì nếu mà nó bị đó mà anh em không có biết bệnh đó, anh em xịt thuốc, anh em điều trị thì nó sẽ lây lan ra. Rồi càng lâu càng ngày á, thì càng lâu tháng, nó kéo dài á, thì nó sẽ ăn hết cái cây. Nhánh này xong rồi nó tấn công qua nhánh khác, thì nguyên cái cây là nó bị chết nhánh. Chết nhánh. Bắt đầu nó phân nhánh vô nè, nó chết nè, tình trạng nè. Không, tình trạng nó chết nhánh, nó phân dài dài vô là từ từ nó si cây luôn. Là lúc đó nó bị nặng rồi là anh em cứu khó sống lắm. Đó. Đó. Thực tế hết trơn ha, trên dạ. Cây nghe bà con. Còn qua cái giai đoạn bên đây nè, cái cây này nè. Đó, cái vấn đề mà tháng mưa em chia sẻ đó là anh em tứ buổi chiều với mưa dầm ban đêm rồi đó. Thì cây nó dễ hay bị nấm hồng lắm. Là, đó. Là cái da nó bị gông nó đóng nè. Đó. Đầu tiên thì nó đóng gông xanh. Gông xanh cái nó qua bên tới khói đèn. Rồi. Nó khói đèn cái từ từ cái nấm hồng nó đeo vô đó, nó sống. Thì cây này em mới xịt thuốc mấy ngày nay nè, cái da nó đỏ lại nè, chứ lúc trước anh thấy nó xanh dần chứ nó đen thui luôn. À. Xử lý nấm hồng rồi da nó đỏ lại nè. Nó còn trường hợp thứ tiếp theo nữa là cây nó bị bệnh, bị nhện đỏ ha. Bị nhện đỏ với nhện đỏ luôn. Em bứt mấy cái lá nó bị kháng thư rồi. Ok.
Rồi, có mẫu hết luôn. Có mẫu luôn. Vườn em là đủ mẫu hết. Đây, cái lá mà nó giống như vậy nè. Lúc đầu thì nó xanh, cái đầu sau tự nhiên cái nó vàng lên. Nó vàng lên mà nó bị hơi trắng trắng vậy nè. Ừ. Cái này là bị nhện đỏ nha anh em. Rồi, nhện đỏ. Nhện đỏ này mà anh em không xử lý là nó lây dữ lắm. Chừng 1 2 tháng là nó hết vườn luôn á. Rồi. Nó cái này gọi là nhện đỏ. Nhện đỏ thì anh em mua cái chai này. Nó anh em coi chụp màn hình đi. Rồi đó, anh đó. Cứ đọc cái hiệu một cái. Thì đây nè, ở trong đây người ta để công thức là đặc trị nhện đỏ nè và nghiệp sáp. Đó. Đó, thấy không? Là cái này là lá này là bị nhện đỏ nè nghe anh em. Nhện đỏ. Quan trọng là anh em phải bắt bệnh cái cây cho nó đúng. Rồi. Rồi anh em đi mua thuốc về anh em xài thì nó đúng phân, đúng thuốc, đúng bệnh là cây nó ok. Rồi. Còn chị anh em nhện mua, đỏ ha. Cái này là đặc trị nhện đỏ. Ừ. Nè, người ta có để gõ trong đây đặc trị nhện đỏ và nghiệp sáp. Đó. Đó, anh em pha coi theo tỷ lệ trong đây anh em xịt. Nhưng mà xịt bệnh cây đó là anh em phải xịt cho nó ướt. Rồi. Ở trên anh em cái vòi anh em xịt vô cho nó ướt mặt trên, rồi anh em quay cái vòi ngược lại ở dưới lá anh em xịt ngược lên luôn. Xịt cho nó ướt lá, ướt thân luôn, giống như tấm cây vậy đó. Tấm cây. Là nó mới hết nha anh em, chứ anh em xịt mà quơ lớt là nó không có hết đâu. Sâu xia cũng vậy, nữa anh em quơ lớt nó còn núp ở trong kẹt lá rồi đó. Là qua ngày hôm sau nó ngày hai ngày là nó trôi thuốc là nó ăn lại tiếp tục rồi. Là cái này là đặc trị nhện đỏ nha anh em. Rồi. Là lá này là bị nhện đỏ nè. Chúng phát hiện lộ bệnh gì đang mua thuốc cho đúng ha. Rồi tiếp theo mùa mưa này á, là dụ như nắng 2-3 ngày kiền. Rồi. Bắt đầu quay qua mưa đám, mà mưa kiểu mưa sương sương đó. Thì tình trạng nó bị kháng thư này rất là nhiều. Rồi, nó bị bệnh kháng thư nè. Bắt đầu nó chuyển qua bệnh kháng thư. Anh em thấy không? Cái lá như vậy nè. Nó tự nhiên nó cháy đốm đốm ở trong lá nè. Và hoặc là cái bìa lá này gọi là kháng thư nè. Kháng thư. Đó. Kháng thư thì anh em nên xịt ngừa. Như lá non này nè, nó mới ra lá non đầu tháng. Bây giờ em nói tóm tắt là anh em dễ hiểu, đầu tháng anh em cứ xịt ngừa đi. Rồi. Đó. Thí dụ bệnh không bệnh gì anh em cứ đầu tháng xịt ngừa. Là thứ nhất là anh em nó hai ba loại thuốc lận, hai ba loại thuốc nó trị kháng thư lận. Ví dụ cốc tâm lâm nè, cái này là trị cho nấm cũng được nữa nè. Đó. Nấm hồng á. Cái hai cái loại thuốc này là trị nấm hồng. Nấm hồng. Ờ. Đây, cốc tâm lâm với châm bông. Đó, thì cái mùa mưa này anh em cứ ngừa thôi nha. Ngừa thôi chứ còn mà ví dụ như cái nó bị kháng thư này mà anh em nhìn thấy trên lá rồi là không có thuốc đặc trị. Rồi. Anh em mua thuốc về xịt cỡ nào cái lá nó cũng không xanh lại được hết. Ok. Là chỉ bỏ cái dàn lá này là anh em xịt ngừa vô nó ra đọt non sau. Dạ. Nó ra cơ lá sau nó mới hết. Đó, chứ mà nó bị rồi anh em thấy nó bệnh rồi là anh em xịt nó không có hết, không có thuốc đặc trị đâu nghe anh em. Nói chung là ngừa tốt hơn phải không? Là tốt hơn. Tốt hơn. Đó, mình xịt định cử, mình chia ra. Ví dụ trong một tháng đó mình xịt 2-3 cử, một cử thuốc này, một cử thuốc kia, anh em cứ ngừa xây đều vậy đó. Rồi. Là cây ok. Hai cái loại này cốc tâm lâm và châm bông, hai loại này là xịt ngừa nấm hồng nè. Rồi. Nó cũng chỉ nấm hồng nè. Ha. Anh em thí dụ như anh em xài cái này một cử hay cử anh em đổi qua cái này. Rồi. Đổi qua đổi lại anh em ngừa nó. Các tiệm thuốc bảo vệ thực vật có hết nha bà con. À, hai cái loại này là với cái này là ba loại này là cái này là hai này là nấm hồng. Rồi. Còn cái này là ngừa kháng thư. Nó kháng thư á, cháy lá đốm lá là đốm lá này nè. Cái này gọi là kháng thư nè. Đây, thì anh em xài đây. Hai cái loại thuốc này. Đó. Cái này là châm bông. Ô mancozet. Còn cái này là anchacon. Nó hai cái loại này là xịt ngừa kháng thư. Rồi. Nó cái cây mà nó mới ra đọt non này là anh em cứ xịt vô đi, ngừa đi. Anh em ngừa cái lúc mà đọt non á là nó mới hết. À. Tới lá nó già lại là nó không có bị. Còn nếu như đọt non mà anh em không xịt ngừa tới mà nó bị rồi cái lá nó già mà anh em thấy nó đốm rồi là anh em xịt nó không có hết nha anh em. Rồi. Nó là anh em cái này là anh em ngừa kháng thư. Anh cha con nè. Đó. Một gói này anh em chia cho hai bình 16 lít nước. Rồi. Thì anh em ví dụ như có cộng miếng thuốc sâu vô thì anh em cộng đó. Hoặc là cộng một miếng gót hai cũng được đó. Cái này là mancozet này là cái bột nó màu xanh nghe nè. Đó. Cái bột nó màu xanh dầm nè. Thì một bịch này là 1 kg. Nó nếu mà anh em số nhiều anh em mua thường là nó bán bịch 1 kg không à. Rồi. Nó một gói một bình 16 lít nước, anh em lấy cái muỗng ăn cơm đó, anh em múc 4 muỗng lưng là pha cho một bình 16 lít nước. Ok. Nè cái này là mancozet nè ha. Để cái hiệu mancozet cho nè. Đó. Là để đặc trị nấm bệnh nè trên cây trồng nè. Đó, thấy không?
Nhưng mà nó nhiều loại lắm, nó nhiều phân thuốc, cái nào nó cũng để công thức giống giống như nhau, cái nào nó cũng để là đặc trị nấm hồng rồi cho cây đồ đó. Dạ. Nhưng mà những cái loại khác anh em xịt cho cây mai nhiều khi nó không chịu, nó không hết nha. Nó không chịu. Thì ở đây thì em xài cái này em thấy nó hiệu quả nè. Thằng này với thằng anh cha con nè, nó hai loại này. Thì em xài nó là thấy nó hiệu quả thì anh em ở đây vườn em xài hai loại này thôi. Rồi. Dạ. Rồi tiếp theo là phân, ví dụ như phân đồ đó anh em xài cái này là gót nè. Gót. Bây giờ nó lơ ra tới gót 5 luôn. Đó, ví dụ vườn lớn em mua một can 5 lít gì nè, xài nó tiện. Đó. Còn ví dụ như anh em mà ít đó, thì nó có mấy cái chai nhỏ nhỏ, cái chai cỡ này cũng có, bự hơn cũng có. Đó, thì anh em mua về, ví dụ lâu lâu anh em đổi thuốc dưỡng rễ này nè. Ví dụ anh em xài lâu lâu 1-2 tháng rồi đó, anh em đổi qua thằng gót này. Rồi. Đó, anh em xài cũng được. Thằng này nó cũng kích cho đi đọt gì với dưỡng rễ nữa nè. Dạ. Xài này nó cũng hiệu quả nữa nè. Em thấy xài này cũng được, em tại em có xài qua rồi nè. Đó. Công thức đây ra rễ cực mạnh nè, giọt đọt nhanh nè, phục hồi cải tạo bộ rễ nè, mai vàng sau dạ. Tết. Sau Tết. Dạ. Nó là ở đây thuốc này hầu như là người ta đặc biệt là cái người ta nghiên cứu về cây mai vàng nó nhiều nè. Thì người ta để cái hình cây mai vàng giống luôn. Như là chuyên trị ha, dạ. Chuyên. Cái này hầu như công ty này là ở Trà Vinh. Trà Vinh. Công ty này sản xuất ở Trà Vinh đó gì nè. Nhưng mà cái này bỏ qua đại lý ở Cẩm Tiên này là ở bên Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre anh em. Ừ. Ở dòng nữa. Cái này là đại lý độc quyền cái gì nè. Nó thì phân thuốc đó nãy giờ là em chia sẻ cho anh em cho về cho cây mai. Nó từ tháng từ mới luôn ha. Mới dạ. Luôn. Thì rồi vô mùa mưa, mùa nắng rồi đó. Rồi, ở đây phân thuốc gì đó ha. Ở đây em xài vườn của em là có cái gì là em chia sẻ hết. Cái này nói chung ngày này em không có giấu gì đâu. Rồi, đây. Đó. Em chia sẻ cho anh em mua cây về anh em trồng nó tốt, anh em có hứng thú thì anh em sẽ mua thêm chơi mua nữa. Thêm. Chứ còn anh em mua về mà không biết phân thuốc về cứ cây nào chết cây nấy rồi lấy tiền bả hoài là bả nghẹt chết à. Bỏ khóa tủ là khỏi lấy á. Dạ. Thì nói chung cái nghề này thì em không có giấu đâu. Em xài gì em biết em chia sẻ đúng cho rồi. Anh em hết. Phải sống cho bả coi rồi nó thưởng thức mai rồi dạ. Chứ mua về chết là bả cự. Dạ. Mấy bà khó lắm. Nhất là mùa dịch. Bây giờ tiếp theo là em trồng cây ha. Rồi tiến hành qua trồng cây nha cô chú anh chị. Em cắt phá thế một cây chia sẻ cho anh em. Với trồng 1-2 cây phôi cho anh em xem luôn. Rồi vậy là tiến hành phá thế cây luôn nha bà con. Cây này là cây tứ quý em mới bứng vườn về hôm qua.